Trưa chủ nhật ngày 20 tháng 1, khi phố đi bộ Hồ Gươm đang đông đúc thì mọi người bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông chới với rồi chìm xuống giữa hồ, cách tháp rùa vài chục mét. Mặc dù lực lượng chức năng nhanh chóng đưa thuyền đến cứu nhưng đã không kịp, nạn nhân chìm xuống và mất tích ở khu vực lòng hồ sâu khoảng 3 m. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã điều động nhiều xe, thuyền và công cụ chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, sau gần 2 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Theo nhiều nhân chứng bán hàng rong cạnh hồ cho biết nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, có lai vãng khu vực hồ. Người này cố tình nhảy xuống hồ ở khu vực bờ cạnh tượng đài Lý Thái Tổ. Lúc nó nhảy xuống hồ nhiều người ca nhưng nó bảo hồ nhà nó nhảy, rồi nó bơi ra giữa và chìm, tình hay ngáo đá thì chúng tôi cũng không biết, một phụ nữ bán rong cạnh hồ cho biết. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành công tác nhận dạng, xác định danh tính của nạn nhân, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.